Như chúng tôi đã thông tin thì bão số 7 đang hướng về khu vực Bắc Bộ. Cùng lúc thì từ phía Bắc cũng có đợt không khí lạnh đầu tiên tràn xuống. Khi đó thì diễn biến mưa bão sẽ ra sao chị Xuân Anh? Vâng, theo đánh giá từ các chuyên gia thì không khí lạnh lần này sẽ tràn xuống khi mà bão đã đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Và với cái bản chất của không khí lạnh đó là gió đông bắc khô thì nó sẽ làm giảm nguồn năng lượng của bão và khiến cho bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trước khi mà đi vào đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tác động từ gió thì có thể là sẽ được giảm bớt. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn sẽ xảy ra trên diện rộng từ nay cho đến ngày 12 tháng 10 ở miền Bắc và Bắc của miền Trung. Mưa lớn sẽ bắt đầu trước tiên là ở khu vực ven biển Bắc Bộ từ chiều ngày hôm nay, sau đó lan rộng ra các nơi khác của Đông Bắc Bộ và Bắc miền Trung. Cụ thể, tổng lượng mưa cả đợt ở phía Đông Bắc Bộ là từ 150 cho đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Ở phía Tây Bắc Bộ phổ biến mưa với lượng từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Đối với khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ mưa từ ngày mai cho đến ngày 12 tháng 10 với tổng lượng mưa phổ biến là từ 150 cho đến 350 mm, có những nơi có thể trên 350 mm. Ở vùng núi sẽ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, còn vùng trũng thấp và khu đô thị thì cần phải lưu ý đến khả năng có thể ngập úng. Vâng, như vậy là đợt này vừa có không khí lạnh vừa có mưa, vậy thì nhiệt độ giảm có nhiều không chị? Vâng, cũng sẽ giảm đáng kể và đặc biệt nhất đó là vào ngày thứ hai của tuần tới. Ở khu vực miền Bắc thì sẽ có những ngày nhiệt độ sẽ giảm khá mạnh. Đối với khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội thì vào thứ hai nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng là 25 độ, lại còn có mưa nữa nên cảm giác là sẽ khá lạnh. Hôm đó có lẽ là sẽ rất nhiều người sẽ phải dùng đến áo khoác. Và về đêm thì mức nhiệt hạ xuống chỉ còn khoảng là 22 độ mà thôi. Còn đối với khu vực vùng núi như là ở Lạng Sơn thì nhiệt độ cũng sẽ giảm xuống đáng kể. Vào chủ nhật và thứ hai, mức cao nhất trong ngày là 22 đến 23 độ. Còn thậm chí là về đêm thì còn chuyển rét với mức nhiệt là 19 cho đến 20 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Trong ngày và đêm nay thì ở vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa, cần phải lưu ý gió mạnh là cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, sóng ở đây cao từ 2 cho tới 4 mét, biển động rất mạnh. Tại huyện đảo Trường Sa thì gió tây nam cũng khá mạnh, khoảng là cấp 6, giật cấp 7, cảnh báo mưa dông sẽ đi kèm với lốc xoáy. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết cập nhật, còn bây giờ xin mời quý vị trở lại với chị Trần Hằng. Vâng, cảm ơn chị về những dự báo vừa rồi. Và dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 9 tháng 10, Sapa ngày nắng, đêm có mưa, mưa vừa và dông, 16 đến 25 độ. Lạng Sơn chiều và đêm có mưa to đến rất to và dông, 19 đến 28 độ. Hạ Long chiều và đêm có mưa to đến rất to và dông, 24 đến 28 độ. Hải Phòng chiều và đêm có mưa to và dông, 23 đến 28 độ. Hà Nội chiều có mưa vừa và dông, đêm có mưa to, 23 đến 31 độ. Thanh Hóa chiều và tối có lúc mưa rào và dông, đêm có mưa vừa, mưa to, 23 đến 30 độ. Vinh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, 25 đến 32 độ. Huế ngày nắng đêm không mưa, 23 đến 33 độ. Đà Nẵng ngày nắng đêm không mưa, 24 đến 32 độ. Quy Nhơn ngày nắng đêm không mưa, 27 đến 31 độ. Nha Trang ngày nắng đêm không mưa, 26 đến 31 độ. Đà Lạt chiều và tối có mưa rào và dông, đêm không mưa, 17 đến 22 độ. Thành phố Hồ Chí Minh trưa nắng, chiều tối có mưa dông, 24 đến 31 độ. Vũng Tàu trưa nắng, chiều tối có mưa dông, 25 đến 30 độ. Cần Thơ trưa nắng, chiều tối có mưa dông, 25 đến 31 độ.